Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với bản tin chứng khoán 5 phút cùng em Huyền. Thì trong cái video này em Huyền sẽ phân tích về diễn biến thị trường trong những cái phiên giao dịch sắp tới đây để mà chúng ta đưa ra những cái kịch bản, những cái hành động cho nó phù hợp và kịp thời anh chị nhé. Ok, thì quý anh chị nhìn lên chart đồ thị, nhìn lên màn hình thì em sẽ nói sơ qua về cái chỉ số thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thì đối với phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường chúng ta nó sao ạ? Nó tiếp tục cái đà hưng phấn, nó tiến lên và nó đang đóng cửa vùng giá 1236.84 anh chị nhá. Tăng 4.63 điểm, tương đương 0.38%. Thì khá tích cực khi mà hôm nay thị trường nó vẫn đang tiếp tục một cái đà hưng phấn và nó vẫn đang kéo lên. Đối với thị trường trong phiên giao dịch này ấy, thì số má tăng nó đã áp đảo hoàn toàn số má giảm anh chị nhá. Có đến 315 mã tăng, trong đó có 14 mã tăng trần và mã số giảm ấy thì chỉ có 159 mã thôi, và trong đó có 2 mã giảm sàn. Và thanh khoản thị trường, khi mà những cái phiên thị trường nó hồi phục, nó tăng điểm trở lại thì thanh khoản thị trường nó cũng được hồi phục theo. Đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho thấy cái lực cầu và cái dòng tiền trong thị trường của chúng ta nó vẫn đang rất dồi dào anh chị nhá. Thị trường thì thanh khoản hôm nay là 23.500 tỷ, riêng trên sàn HOSE và tổng ba sàn là 27.100 tỷ. Đấy, thì thanh khoản thị trường nó vẫn đang duy trì ở cái mức ổn định trong những cái phiên giao dịch gần đây. Và khi thị trường hồi phục tích cực trở lại thì thanh khoản cũng hồi theo anh chị ha. Ok, về chuyển động thị trường này. Sorry quý anh chị nha. Về chuyển động thị trường thì hôm nay các mã cổ phiếu nhóm ngành trụ như là BID này, VIX, HBG, GVR, VND, SSI, MWG, VHM, EIB, CTG, FPT, VCI, NVL, DIG, ACB đều tăng điểm rất tích cực anh chị nha. Chiều ngược lại thì các mã cổ phiếu thì nhóm trụ khác thôi, luân phiên dùng trụ kéo chỉ số cũng như là đè chỉ số anh chị nha, thì cứ luân phiên dùng trụ. Thì Vietcombank những cái phiên ngày thứ 6 đã được dùng rồi. Đấy, thì phiên ngày hôm nay đang bị đè này, rồi Masan, Gas, SSB vân vân. Và chuyển động của tổ chức thì hôm nay khối ngoại lại tiếp tục bán ròng. Anh chị thấy là dòng tiền khối ngoại giai đoạn này cứ kéo lên là họ sẽ trading ngắn hạn anh chị nhá. Đối với khối ngoại hôm nay thì tiếp tục bán ròng này. Tuy nhiên thì em cũng đánh giá là cũng không có cái gì quá bất ổn đâu, bởi vì đối với dòng tiền khối ngoại thì họ gom mạnh mẽ, họ gom nhiều rồi anh chị, gom từ những cái vùng 1.000, 1.100 rồi, và khi là kéo lên những cái vùng này họ trading ngắn hạn là bình thường ha. Thì đối với tự doanh thì cũng bán nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Những cái phiên trước đó họ gom, anh chị thấy là phiên thứ 6 tự doanh gom anh chị nhá, và phiên hôm nay thì họ bán 2.17.46 tỷ. Về cái chuyển động của ngành ấy thì nhóm bất động sản này, kim loại đó là nhóm ngành thép anh chị nhá, bất động sản kim loại vẫn là hai nhóm ngành rất tích cực, cho thấy cái sóng rất là mạnh. Hai cái nhóm ngành này nó đã xác định vào sóng rồi anh chị nhá, khi mà những cái mã cổ phiếu rất tăng rất tốt trong phiên hôm nay và nó gặp cái áp lực chốt lời ngắn hạn thôi, nên là những cái mã cổ phiếu bị đỏ nhẹ như là DXG, Novaland thì nó đang bị đỏ nhẹ. Tuy nhiên em đánh giá những cái mã cổ phiếu này cái dư địa tăng nó còn rất là nhiều. Anh chị thấy một cái vấn đề đó là một cái thông tin ha, thông tin đó là thông tin về cái việc đó là ngân hàng ngân hàng Big Four đấy sắp tới sẽ hạ cái lãi suất huy động. Đấy, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất tích cực, dòng tiền nó sẽ dồi dào hơn. Khi mà dòng tiền dồi dào thì nó sẽ tìm đến những cái kênh như là bất động sản, chứng khoán. Thì khi bất động sản hồi phục trở lại thì nhóm bất động sản cũng sẽ tích cực hơn này, rồi các mã cổ phiếu sẽ tích cực hơn anh chị nhá. Bên cạnh đó thì cái thị trường chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi theo. Đấy. Rồi các mã cổ phiếu như hôm nay là về nhóm chứng khoán đi cũng tăng điểm tích cực anh chị nha. Chứng khoán thì hôm nay cũng đang hồi phục tích cực này. Hóa chất, xây dựng vật liệu thì có đầu tư công và xây dựng vật liệu cũng đang rục rịch trong phiên ngày hôm nay anh chị nha. Thì em có riêng một cái video vào chiều nay để mà phân tích cho anh chị về nhóm ngành đầu tư công rồi. Thì anh chị nào mình chưa theo dõi thì mình xem lại anh chị ha. Xem lại trên kênh Ichimoku Club, anh chị nhấn là Thanh Huyền Ichimoku là ra anh chị nha. Đấy, rồi nói chung là hôm nay thì đa số các nhóm ngành đều tăng rất là tích cực. Thì chỉ có một vài nhóm ngành bị giảm điểm thôi, như là nước khí đốt này, ngân hàng, bia đồ uống, sản xuất thực phẩm, dược phẩm, du lịch và giải trí thôi anh chị nhá. Đấy, thì anh chị có thể nhìn lên chart đồ thị để mà em phân tích cho anh chị về cái diễn biến thị trường trong những cái phiên tiếp theo. Thì đối với giai đoạn này chúng ta cái việc mà chúng ta cần đó là cần phải bình tĩnh lại anh chị nhá, cần phải bình tĩnh lại và không được vội vàng. Nếu anh chị cứ thấy mã cổ phiếu, ví dụ như phiên sáng đi, các mã cổ phiếu như DXG tăng tốt không ạ? Tăng rất tốt. Nhưng nếu anh chị cứ đu, ví dụ như anh chị lỡ đu ở quanh đây đi, đấy, hôm nay nó điều chỉnh là anh chị đã bị lỗ rồi, đúng không? Thế là trong giai đoạn này chúng ta cần phải bình tĩnh, không được hưng phấn theo đám đông mà mua vô anh chị nhá. Bởi vì sáng nay rất nhiều anh chị trong livestream đấy đã thấy anh chị có cái trạng thái là hưng phấn rồi.
cái tâm lý hưng phấn theo thị trường rồi. Bởi vì rất nhiều anh chị hỏi về bất động sản, về các mã cổ phiếu này có mua được không em, rồi mua ở vùng giá nào, thì cho thấy là anh chị đang hưng phấn với thị trường. Và khi mà quý anh chị mình đang hỏi mua nhiều như thế ấy, thì là cho thấy nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh. Bởi vì anh chị cứ đu bám vô những cái vùng giá cao như thế này, rất dễ nó quay đầu, nó điều chỉnh, nó rũ bỏ. Bởi vì những cái nhà đầu tư khác họ đã chốt lời ngắn hạn, họ đã mua vùng giá đẹp rồi thì họ lên trên cao, họ chốt lời bớt một phần là bình thường. Và nếu họ chốt lời thì anh chị sẽ bị điều, những cái mã cổ phiếu anh chị lỡ đu vô nó bị điều chỉnh thì anh chị sẽ mất đi cái khoản tiền, rồi lại bị lỗ nữa anh chị nhá. Đấy, giai đoạn này anh chị cần lưu ý cho em như vậy là không được theo cái tâm lý đám đông mà FOMO mua đuổi theo. Cứ bình tĩnh, sẽ có cái vùng giá đẹp cho mình tham gia ha. Thì đối với VN-Index hiện tại nó đang rất là tích cực, bởi vì nó đang giữ được những cái vùng hỗ trợ là quanh vùng 1227 này, 1232 này anh chị ha. Và em đánh giá là tiếp theo đây á, khi mà cái lực cầu đang tốt như thế này, dòng tiền dồi dào như thế này, và những cái nhóm ngành nó cũng đang có cái sự đồng thuận anh chị nha. Để mà tại vì hôm nay anh chị thấy là những cái phiên thứ 6 là chỉ có nhóm thép và bất động sản thôi. Tuy nhiên phiên hôm nay thì các nhóm như là chứng khoán này ha, rồi đầu tư công này, bán lẻ này, nó cũng đang rục rịch nó hồi phục trở lại rồi, thì đang có cái sự đồng thuận. Vì thế thị trường em đánh giá là trong những cái phiên tiếp theo đây nó vẫn sẽ tiếp tục tăng anh chị nha, tiếp tục tăng hướng về những cái vùng cản ở trên. Đó là quanh cái vùng giá đầu tiên là vùng 1238 này ha, vùng 1238 này. Đấy thì hôm nay nó cũng đã có cái trong phiên cũng đã tìm về được cái vùng giá 1239.6, tuy nhiên là bị cái áp lực ngắn hạn thôi, nó đang bị rũ về quanh với vùng giá 1236. Tuy nhiên nó cứ giữ được cái vùng giá 1227, 1232 ở đây thì nó sẽ vẫn tiếp tục cái xu hướng hồi phục trở lại cái vùng 1238, 1240 và thậm chí là 1246 anh chị nha. Thì nếu tích cực, VN-Index vượt được hẳn cái vùng đỉnh cũ 1246 này thì nó sẽ tiến đến cái vùng 1250 cho đến 1280. Đấy, thì kéo lên quanh đây anh chị cơ cấu dần theo chiều lên hoặc là nâng dần cái target cho em. Ví dụ như các mã cổ phiếu như NKG hôm nay nó vượt đỉnh đi. Đấy thì anh chị mình có hàng nắm giữ tiếp thôi, vì gì mình phải bán ra đúng không? Mà có hàng mình đã tiếp tục nắm giữ, bởi vì nó đang cho một cái trạng thái tăng mạnh, xu hướng tăng mạnh, hai kiếm đang chập lại hướng lên là cho xu hướng tăng mạnh anh chị nhá. Đấy thì mình có thể nâng cái target lên quanh vùng giá 20. Đây cái vùng đỉnh cũ của nó là cái vùng giá 20.25 anh chị nhá. Vùng đỉnh cũ cây này là 20.25 thì mình nâng cái target chặn lại, sau đây nâng cái điểm chặn lãi lên đây là được đúng không? Thì giai đoạn này mình cứ nâng điểm chặn lãi này, rồi cái target theo dần theo chiều lên và cơ cấu từng phần một ha, để mà thu cái sức mua về, canh mua lại những cái phiên rung lắc điều chỉnh đỏ là được. Đấy, anh chị thấy ví dụ như những cái phiên này nó kéo lên quanh vùng giá 1246, anh chị cơ cấu bớt được một phần và thị trường nó rũ 3 cây, 4 cây luôn, về đến cây thứ 6 vẫn rũ thì anh chị mua lại được những cái vùng giá này quá đẹp, kéo lên đây mình lại cơ cấu bớt tương chia một phần. Đấy thì cứ trading ngắn hạn như vậy, anh chị sẽ lấy ngắn nuôi dài được và cái khoản lợi nhuận sẽ ổn định được anh chị nhá. Ok, thì đối với VN-Index hiện tại thì em đánh giá là vẫn đang rất là tích cực. Còn nếu chiều hướng mà nó bị ngược lại, nó bị rũ bỏ xuống ấy, nó gặp cái áp lực chốt lời quá lớn ấy, thì anh chị phải xem xét cái thanh khoản nha. Thanh khoản thị trường mà nó bùng nổ lên và nó toàn là cái lực bán tháo ra ấy, cái lực chốt lời ngắn hạn nhiều quá thì nó bị điều chỉnh, nó mất đi cái vùng giá 1227 ở đây, thì nó sẽ bị điều chỉnh thêm về cái vùng giá 1224 ha. Nếu mà nó chỉnh thêm về cái vùng 1224 đây, nó chỉnh thêm về cái vùng 1224 ở đây anh chị nhá, thì nó sẽ nói chung là hôm nay cái vùng hỗ trợ nó nâng lên rồi anh chị nhá. Hôm qua thì 1224, còn bây giờ là 1226 rồi. Đấy thì đối với VN-Index hiện tại nếu nó mất đi cái vùng giá 1226.5 này thì nó sẽ bị điều chỉnh thêm về vùng giá 1218, thậm chí là có thể sâu hơn là vùng 1208 này, 1205 và thậm chí là 1002, vẫn có thể có khả năng đó anh chị nhá. Nên là đối với dạng này thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta cứ theo cái chiến lược tăng bán giảm mua, mua hỗ trợ bán kháng cự, mua những phiên đỏ mạnh giảm mạnh và bán những phiên tăng mạnh xanh mạnh là được ha. Thì đối với VN-Index hiện tại em đánh giá là vẫn sẽ có hai kịch bản, nhưng em view cái kịch bản đầu tiên nó nhiều hơn một chút xíu, bởi vì em chợt thấy là cái lực cầu với và cái đồng thuận của những cái nhóm ngành nó đang khá tốt giai đoạn này anh chị nha. Ok, thì trong video này em phân tích cho anh chị về cái kịch bản thị trường diễn biến như vậy. Còn về cái việc mà những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành nào nó tiềm năng thì ngày mai trực tiếp trong cái buổi livestream em Huyền sẽ chia sẻ cho anh chị, cũng như là cùng anh chị phân tích những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình đang quan tâm và cần tư vấn.
anh chị chưa đăng ký vào room Zalo hỗ trợ, đăng ký ngay vào room Zalo hỗ trợ anh chị nha. Bởi vì trong room này trước phiên giao dịch em đều đưa ra cho anh chị những cái kịch bản để mà chúng ta nắm bắt được kịch bản, chúng ta không bị động đối với những cái diễn biến thị trường thì chúng ta sẽ hành động nó kịp thời phù hợp. Bởi vì anh chị thấy là đối với thị trường khi mà nó rung lắc ngay trong phiên luôn, có những cái lúc nó kéo rất xanh lên, có lúc nó lại bị điều chỉnh rất mạnh xuống. Nếu anh chị mình hoảng loạn, anh chị bán tháo ra những cái nhịp nó rung lắc điều chỉnh đó mà nó sẽ có cái tín hiệu hồi phục trở lại thì rất tiếc. Ví dụ như ngày thứ 6 vừa rồi, nếu anh chị bán những cái phiên đỏ mạnh xanh đỏ mạnh như thế này thì có phải là anh chị đã mất đi rất nhiều cái cơ hội rồi, đúng không anh chị? Đấy là trong đoạn này mình cần lưu ý cho em vậy. Và anh chị cần tư vấn hỗ trợ thêm, cần người đồng hành hỗ trợ của mình trên chặng đường đầu tư, liên hệ ngay với em. Chỉ cần anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS hoặc chuyển ngay ID về em là được anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Chúc quý anh chị mình một buổi tối ấm áp, an lành và vui vẻ. Hẹn gặp lại mình vào những cái buổi live stream ngày mai, 8:15 hàng ngày anh chị nha. Ngày mai hãy bật ngay kênh Ichimoku Club lên để cùng em Huyền trao đổi, phân tích về thị trường, về các mã cổ phiếu tiềm năng, các mã cổ phiếu mà anh chị mình đang cần hỗ trợ. Em sẽ tư vấn hết cho anh chị mình trong buổi sáng ngày mai anh chị nha. Đừng quên nhấn like và thả icon ở phần comment giúp em Huyền để mà tăng độ tương tác cho video, tăng độ tương tác cho kênh cũng như là động viên tinh thần của em Huyền nha. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều. Chưa đăng ký kênh, đăng ký ngay vô kênh. Chưa like, chưa share, chưa subscribe kênh thì hãy thao tác ngay anh chị nha. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều ạ. Cần hỗ trợ thêm liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.